Bộ, bộ cô hai giận tôi hả? Tôi đâu có dám giận mấy người. Mà mấy mốt á, mấy người mà còn kêu tôi á là cô hai này, cô hai nọ, tôi không có thèm nói chuyện với mấy người nữa đâu. Thôi, cho anh xin lỗi cô hai nha. Ý lộn, cho anh xin lỗi em nha. Tại vì lúc mà anh định ra đây á thì bà chủ sai anh lên huyện có việc gấp, chạy muốn hụt hơi luôn vậy đó, về cho lẹ để gặp em. Vậy mà ra đây còn bị giận nữa hả? Thôi, tôi hết giận mấy người rồi, tôi tha lỗi cho mấy người đó. Ừ, thì tôi là người ăn kẻ ở mà, cho nên ai muốn giận tôi thì cứ giận đi, tôi đâu có trách móc gì đâu nè. Anh kỳ quá nha, em không có thích anh nói vậy đâu. Tụi mình đã yêu nhau á thì anh không được nghĩ như vậy. Anh đó, anh ráng làm cho mẹ em, mà anh cũng phải ráng học nữa. Em sẽ chờ anh ra trường, rồi mai mốt á anh lên tỉnh á, anh làm ông này ông nọ, lúc đó mẹ sẽ chịu gả em cho anh đó. Ừ ha, vậy anh sẽ cố gắng học ha. Dạ. Khoan. Gì nữa? Gì vậy? Có gì đâu lạ trời. Nay làm gì đẹp dữ người ta. Đẹp không? Đi đâu hả? Đi đâu mà mặc đồ đẹp quá vậy? Hẹn với ai phải không? Tầm bậy không à. Mà hỏi thiệt nè, đẹp không? Đẹp thiệt. Mới mua. Mới mua hả? Để dành tiền dữ lắm mới mua được á. Hẹn với người yêu đâu có dám mặc đồ xấu đâu nè. Anh kỳ quá à. Thôi, mình ngồi xuống đây nha. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Trời ơi, trời ơi, gan quá trời gan à. Trời ơi, đĩa mà mày đặt đồ chơi đeo chân hạt hả mày? Anh ơi, tránh ra hết, tránh ra hết. Trời đất ơi, hai người gan quá, chưa biết chuyện gì sao. Dạ. Con ác quỷ nó xuất hiện kìa. Là ai? Là má của cô hai đó. Trời ơi, trời ơi, mẹ em tới rồi, sao chủ ơi, mẹ em tới rồi. Trời ơi, ác quỷ xuất hiện. Trời ơi, trời ơi, tránh ra hết đi, tránh ra. Ác quỷ xuất hiện. Tránh ra, ác quỷ nó xuất hiện. Mất dạy hả mày? Mày mới kêu ai con ác quỷ mày? Dạ đâu có đâu, con biểu là ác quỷ tránh ra để cho thiên nga xuất hiện. Ừ. Trời ơi, bạch cốt tinh. À, đủ cha mày chứ bạch cốt tinh. Câm miệng hả mày? Dạ. Dạ, con chào bà hội mới tới. Không dám chào con. Ráng đi nghe không? Ráng học đi cho giỏi, rồi bà gả con gái của bà cho mày. Ba, trời ơi, công nhận mày đã quá nha, mày hạnh phúc quá nha. Bà hội chịu là gả cô hai cho mày rồi, cô hai, cô hai, cô hai. Bà hội chịu rồi, cô hai qua đây, nắm tay đi, ôm nhau luôn đi, thoải mái đi. Trời ơi, công nhận xứng đôi vừa lứa quá, đẹp quá. Bị nhéo, bị nhéo, lỗ tai, bị nhéo. Quay lại nhìn mặt tao nè. Dạ. Nín. Đường hẻm quá. Làm ơn cho tao xin lại cái giấy khai sinh. Mày có giữ cái giấy khai sinh tao không? Dạ không. Mày không giữ giấy khai sinh tao, mày đâu phải mẹ tao. Mày không phải mẹ tao, mày đâu có quyền kết hợp con gái tao cho thằng này. Ủa, hồi nãy bà kết hợp chứ đâu phải con đâu bà. Con kia, qua bên này. Mày á, dạ. Coi chừng tao à. Dạ, con coi chừng bà. Coi chừng bà. Quá trời quá đất, quá trời quá đất, trời ơi, quá trời ơi. Gì á thằng ôm dịch, gì mày nhìn cặp chảo tao dữ hả? Dạ tại bà biểu con coi chừng bà, con sợ bà rớt đồ phụ tùng đến bà. Coi chừng là coi chừng cái mạng của mày á, mày liễu hồn mày á. Dạ vậy bà phải nói rõ là con phải liễu hồn con, chứ coi chừng bà là con đi theo nữa đó. Bay đâu? Thỉnh con mẹ vú vô đây coi. Bay đâu? Cung thỉnh bà vú. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời đất ơi, trời ơi. Trời ơi, hai con quỷ này thiệt tình chứ. Tụi bay có đi học hay không vậy? Tụi bay có nghe là bà hội kêu là cung thỉnh bà vú. Cung thỉnh là khiên ra đó. Làm gì lôi sần sợ vậy? Làm lại, lôi bà vô rồi thỉnh bà ra. Lôi vô. Rồi cung ra. Mệt mỏi ghê vậy hả? Nè bà vú. Dạ. Mẹ
mẹ vú mới đây đâu hả? Trời ơi, bả đi vô rồi, làm gì mà nôn nóng dữ vậy? Ve qua bên kia đi, người đẹp xuất hiện lúc nào cũng phải lâu hết trơn trời á. Ve qua, ve qua. Người đẹp xuất hiện nè, đẹp hơn bà luôn đó bà hội ơi. Nghe đây, cung thịnh bà vô. Tên 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 tên. Ô, đâu có đẩy quá, nữ hoàng Elizabeth. Bà này da bét, mày da bét hả mày? Néo qua một bên coi. Dạ. Bà hay thiệt. Tôi đường đường là một bà hội đồng mà đi bộ muốn rã cặp giò đó nè. Trong khi đó bà đi ra đây còn có tàn, có tán, có lộng, có kiệu, có lính khiêng bà hang. Thì cũng phải coi lại mình ăn ở sao mới bị vậy đó. Ăn ở bà nội mày. Bà dạy con bà như vậy đó hả? Mẹ con. Sao mẹ ra đây vậy mẹ? Bà hội kêu mẹ ra đây để cho con gái mẹ mày nhìn thấy mày đang dụ dỗ con gái ta. Ha. Tao nói cho mày biết nha, mày đừng có đèo bồng. Mày đèo bồng mày lấy con gái tao đặng rồi mày giết tao. Mày giết tao mày chiếm đoạt tài sản gia đình tao hả? Mẹ. Còn lâu. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi. Mẹ nói vậy tội nghiệp mà mẹ. Đứng. Con mày đi về. Mày đi về nhà liền của tao. Ngày mai con của ông phủ tới đây để coi mắt con. Con không có thấy lấy cái thứ cố rách áo ôm này được. Con phải lấy cái gì? Gia đình, danh gia, vọng tộc mới môn đăng hộ đối với gia đình mình, nghe chưa? Dạ, đi về. Con không về đâu, con không lấy ai hết á. Con với anh Vũ yêu nhau thật lòng mà mẹ. Mẹ tác hợp cho hai con nha mẹ. Tác cái đôi rồi. Nè. Đúng rồi bà ơi, bà đừng có ép cô hai lấy cái thằng con của ông phủ cho cái thằng đó nó bị khiền nữa. Nó khiền nhưng nó có tiền. Nó có tiền nó có thể chữa hết cái bệnh khiền. Còn nghèo như cái thứ này á, ăn không có ăn mà bệnh cũng đâu có chữa được cái gì. Thôi con không lấy đâu mẹ. Bây giờ mày lấy hay không mẹ lại mày. Bộ bây giờ mày muốn mẹ chết hả mày? Cô hai thiệt tình đó, sao cô hai không có hiếu gì hết trơn à? Cô hai cứ chọc cho bà giận lên hoài à? Cô hai muốn bà chết là sao vậy? Mỗi lần bà chết là bà xỉu. Anh ơi. Mày đừng lo cho thằng này. Lúc nào nó cũng làm quá đó. Đúng rồi, con biết con hơi lố. Ủa đâu rồi? Mẹ ơi. Bây giờ mày có về hay không? Mày về hay không? No. Dạ. Đánh mẹ con nó cho tao. Mẹ. Mẹ đừng có làm như vậy mà mẹ. Mẹ đừng có đánh anh. Buông ra. Mẹ ơi. Đánh nó đi. Dạ. Anh no. Bà ơi bà. Đánh cả hai luôn hả bà? Sĩ tượng quất một cặp. Trời ơi, quất cả cặp luôn á vậy. Đã trăm anh ơi, 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 đi về đi. Anh Vũ ơi, anh Vũ ơi, em yêu anh, em chờ anh, em chờ anh nha anh Vũ. Anh về, anh Vũ ơi, mày chờ hai mẹ không? Con mày lì quá trời, đánh cho tụi mày tan xương, nát thịt luôn. Ôi trời ơi, không còn một miếng thịt nào hết trơn. Kim cũng không rỉa tụi bay được hết trơn, ta đánh cho mày chán rồi. Anh trai dừng tay. Mày đang nã ông nội mày dưới hả? Hả? Ông nội mày chết lâu quá không ai nã phải không? Còn hai mẹ con của bà. Hai mẹ con của bà là cái thứ không có biết điều. Ăn cơm của tôi mà đi phản tôi là sao? Tôi nói cho hai người biết nha, tôi cao quý như vậy nè, nghĩ sao ngồi ngang hàng ngang ghế với tôi làm xui với tôi hả? Còn lâu à? Lại hả? Mày vẽ gì hả? Dạ vẽ bùa để ta trù mấy bà. Còn mày đó, bước qua bên này. Mày đánh mẹ con nó cho tao. Đánh mẹ con nó cho tao. Trời ơi. Vũ ơi là Vũ. Tao đã dặn mày bao nhiêu lần hả Vũ? Tao nói là mày muốn làm cái gì á
thì mày đợi khi nào bà Hội bà bệnh á, bà nằm liệt giường á. Thấy không? Bà không còn miếng hơi nào để nuôi cái thân của bà đó. Thì mày muốn làm gì mày làm. Còn bây giờ bà còn mạnh như con trâu, mày thấy không? Bà bây giờ không còn là con người, bà là con quỷ. Mày sao bị đòn hoài trời? Mày mới trù ai nằm liệt giường đó con? Con đâu có nói gì đâu bà. Cái miệng mày chối hay lắm. Mày mới trù tao nằm liệt giường mà. Ủa trời ơi, bà có liệt chưa? Mém liệt. Há tiếc ghê. Hứa mất dạy mà. Đúng là tao hả thiệt, nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà à. Nghe mày mày á. Bà đâu có nuôi con ngày nào đâu. Cái thân lùn con được như vậy là má con nuôi con nha. Bà không có nuôi con vậy, con chỉ có thiếu nợ bà thôi. Con đi làm trả nợ cho bà thôi, bà không có nuôi con vậy hết trơn á. Mày biết mày thiếu nợ tao hả? Mày thiếu nợ tao, tao nói mày phải nghe chứ. Cây đó, đánh hai mẹ con nó cho tao. Con lại gì hết á? Đánh đi. Con lại cho con tôi. Không đánh gì hết á. Tôi thiếu nợ là tôi trả tiền chứ tôi không có ở không mà tôi làm cái chuyện thất đức như bà. Mày nói tao thất đức hả? Còn nữa, tao làm gì mày nói tao thất đức? Bà không thất đức. Tao làm gì mày nói tao thất đức? Bà nghĩ lại coi, bà nghĩ lại coi á, cái tình cảnh như con vậy bà có tội nghiệp con không? Tội nghiệp gì? Ông có nội cha con, thiếu bà có ngoại mẹ à. Chỉ có năm quan tiền thôi à. Mà ở đời này đời nọ tới con luôn mà con không trả được là sao? Bà làm chuyện đó không nói thiệt. Có ngày ông Tiên Lôi ông ở không, ông du lịch xuống đây ông đi tìm bà. Mày rủa tao đó hả? Tao nổi tiếng cái vùng này nè mày. Tao nói cho mày nghe nha. Khỏi cần mày trù, tao còn lại cho Thiên Lôi xuống đây cho nhanh nè. Tao mượn cái búa ổng á nha. Tao nã mấy thằng thiếu nợ tao không trả nha mày. Sao bà này cái gì bà cũng nói được hay thiệt đó nha. Bởi vậy trong xóm người ta đồn bà dễ sợ luôn á. Ê, đồn gì mày? Hả? Bây giờ tao hỏi mày lần cuối nè. Mày có trả nợ cho tao hay không? Dạ không. Tao đâu có tiền đâu không trả. Vậy thì đánh đi. Đánh mẹ con nó đi. Cây nè, đánh đi. Nếu mày không đánh, tao sẽ kêu lính cầm đầu tất cả những đứa như tụi bay. Rồi lính sẽ đánh tụi bay, rồi sẽ đưa tụi bay vô tù. Nghe chưa? Con tội gì mà bắt con vô tù? Thiếu nợ không trả. Thì bà bỏ bắt cặp đi. Bây giờ tôi bắt đầu tôi mệt mỏi dữ lắm rồi đó nha. Bây giờ là mệt mỏi với cái sự nợ nần của tôi rồi. Bây giờ bà nói một tiếng đi, thiếu bao nhiêu trả xong. Chà, bữa nay tao thấy mày cao lên được 2 phân rồi đó. Được rồi, để tao tính cho mày nghe nha con. Tính đi, mệt mỏi quá. Ông có nội cha của mày, thiếu bà có ngoại mày à, tao 5 quan. Đến đời ông cố mày trả được 1 quan. Ông nội mày trả được 1 quan. Cha mày trả được 1 quan. Mày chưa trả được quan nào. Tính tới tính lui mày còn quờn lại thiếu tao 2 quan. Đáng lý phải trả tới đời con mày đó nghe mày. Gì kỳ vậy? Con làm quá trời luôn mà không trả được quan nào hết trơn. Bà tính kiểu gì tất nhân ác đức vậy? Bởi vậy bà về nhà bà soi gương lại đi. Con nói thiệt với bà nha. Bà đúng là cây độc có 1 trái, gái độc có 1 con à. Mày rủa tao hả? Còn rồi nữa, bà chưa có đứa cháu nào. Con nói thiệt bà ở hiền lành chút xíu đi. Chứ bà ở cái kiểu đó mai mốt mà bà có cháu hả? Con biết thế nào cháu bà nó cũng không có cái lỗ. Đến này. Nó không có lỗ nào nghe, tao lấy lỗ mày tao buồn vô. Đâu được, của ai nấy xài đâu cho mượn được đâu bà. Bây giờ sao? Có trả nợ cho tao không? Không. Chồng cho tao coi. Thôi đừng sợ, đừng sợ. Tao bảo vệ mẹ con mày. Mày bảo vệ? Bảo vệ đưa cái cây đây. Bây giờ bà xong hả? Bà thấy người nông dân nổi dậy chưa hả? Bà thấy chưa hả? Tôi nói cho bà biết nghe chưa? Mày nó khùng rồi. Bà vừa phải thôi nghe chưa? Người ta thiếu nợ bà từ từ người ta trả nha. Bà đứng lên, bà làm gì bà quỳ? Bà là chủ nợ là bà không có quyền quỳ. Bà quên. Con nợ mới quỳ, chủ nợ không được quyền quỳ. Bà phải hiên ngang lên. Bây giờ tôi không có tiền trả. Đánh tiếp đi. Bà
bà nội cha nó đòi trả nợ mà nó làm tôi mặt xanh như đít nhái hết trời. Mày giỏi quá ha. Tao tưởng mày làm gì rần rần chứ cuối cùng mày cũng nằm xuống cho tao quánh. Cái thứ ở như tụi bay thì bị quánh là đúng rồi. Sau khi bị hành hạ, sức cùng lực kiệt, không chịu nổi, xỉu. Xỉu, mày ghét. Còn mẹ con mày, tao ra lệnh là phải cuốn đồ đi ra khỏi đất nhà tao. Tao gia hạn trong vòng 3 ngày. Nếu mà hai mẹ con mày không đi, tao sẽ cho người đốt nhà mẹ con mày, xô bàn thờ ông bà mày xuống sông, rồi đi lôi đầu mẹ con mày đi bêu réo khắp cùng làng cuối xóm là thứ mẹ con mày á, là cái thứ giống ơn bội nghĩa, để coi con mẹ mày có tức chết hay không. Bà, con lại bà. Mẹ con già rồi, bệnh hoạn nó làm sao sống được nơi xứ lạ quê người á bà. Xin bà thương, bà tha cho mẹ con nha bà. Thôi con làm thì con chịu. Nghe mà xúc động nước mắt như mưa luôn à. Có hiếu quá hả con? Dạ con nghe nước mắt á, nghe bà có nước mắt cũng bất ngờ quá. Hồi đó giờ không có miếng nước mắt, giờ nghe nói nước mắt bất ngờ. Xỉu tập 2. Nãy giờ tao thấy mày khóc tao cũng động lòng. Cũng may cho mày đó, tao ăn chay nguyên cái tháng 7 này còn có mấy ngày nữa thôi là hết rồi. Tao cũng dằn lòng mô Phật. Trời ơi, bà đừng mô Phật. Tao tha cho mày. Phật sợ bà lắm đó bà ơi, đừng mô Phật bà. Nín như mày. Tập 3. Mẹ mày thì tao cho ở lại, còn mày. Trời ơi, tôi đâu làm gì đâu, trời đánh tôi vậy trời. Tao nói cho mày biết, tao bắt mày phải đi biệt xứ. Chứ nếu không á, có người nói tao ăn ở thất đức, sau này đẻ cháu ra nó không có cái lỗ. Bà cũng sợ nữa hả bà? Đến nha mày. Dạ con xỉu hoài hả. Trời ơi, sao rảnh cái xỉu, rảnh cái xỉu. Cho con dựa chút. Mày về nhà tao mới tính với mày. Mày nhớ lời tao dặn nghe. Ngày mai mày sẽ vĩnh viễn xa rời cái mảnh đất này. Và từ nay trở đi không được khéo lánh về đây nữa. Nếu mà một ngày nào đó tao thấy mặt mày khéo lánh về cái xứ này, thì mẹ con mày sẽ chết không có toàn thây nghe con. Mẹ con. Đi về. Trời ơi, con ngủ già ác đạo, ngủ phù thủy ngồi trên cây chổi. Mụ Bạch Cốt Tinh à, mà có sao không vợ? Sao không vợ? Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Tại mẹ nghèo nên con mới như vậy. Tha lỗi cho con nha mẹ. Thì con, con nói gì nghe nè, thôi để cho thằng Vũ nó đi. Vũ à, dạ. Mày đi lên trên tỉnh á, mày kiếm được cậu ba của mày á, mày xin cậu ba mày vừa đi học vừa đi làm nha. Mày ráng cố gắng mày làm cho thiệt là nhiều tiền, mày đem về mày đập trong mặt mẹ phù thủy cho tao nha. Nghe chưa? Anh ơi, em dẫn mẹ em đi theo được không anh ơi? Trời ơi, cái thân mày còn lo không xong, mày có bị điên không dẫn mẹ? Nè, nhớ nghe con. Bắt đầu từ ngày mai mày phải bỏ cái nơi này, mày đi cho biệt xứ nghe không? Không, mày. Nếu tao thấy mày còn héo lánh về đây. Thì mẹ con mày sẽ chết không có toàn thay. thay. Té hò đáng vừa. Trời ơi con mẹ này sao ngộ vậy ta? Coi như là thân xác bả dưới địa ngục mà bà cái giọng bả đâu lanh lảnh trên trời vậy không biết hả? Thôi con nói cho
Nói dì Tư nghe nè, dì Tư cứ để nó đi đi, còn mày yên tâm đi nha, không có dẫn mẹ theo được đâu. Tôi nói mày nghe, một mình mày lo còn không được nữa, mà dì Tư mà đi luôn nha, bà hội đồng á, bà kéo tới, bà đào mồ cốt mã bà đổ xuống sông á, rồi đâu có ai ở đây đâu mà lo, đúng không? Mày yên tâm đi, mày đi đi, mày với tao cùng hoàn cảnh, nhưng mà mày còn có mẹ. Tao hứa với mày, tao sẽ chăm sóc dì Tư như là mẹ ruột của tao rồi đó. Mày yên tâm nha. Em cảm ơn anh Nô nhiều lắm. Nô ơi, chăm sóc mẹ giùm em nha anh Nô. Con đi. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Con bảo toàn độc thân con nha con. Đi mẹ giữ ơi. Giữ sức khỏe nha mẹ. Trời ơi, bà cố tình bà trở lại là đứng ở đây chết luôn ba người á. Đi. Dạ nha con. Mày không có tiền phải không? Tao để dành dữ lắm, còn có một cách. Nhớ nghe, mày đang học nghe không? Không có được hư hỏng nghe chưa? Đi đi. Chăm sóc mẹ cho mẹ. Anh Tư chăm sóc mẹ cho mẹ nha anh Tư. Có những đêm buồn bã, đêm tiếng mưa lạnh giá khơi thêm những niềm riêng. Anh trong mãi con thuyền mang bóng người yêu dấu, biển sóng xô về đâu cho đời lạc mất nhau. Vẫn mãi ôm sầu nhớ đã chót yêu tình lỡ, theo năm tháng hoài mong nghe mưa bão trong lòng. Khi kỷ niệm phai dấu, người lạc bước về đâu tan vỡ mộng ban đầu. Trong đêm quạnh yêu với giấc mơ tình yêu, riêng dành một bóng hình anh ghi vào tim những lời em đã hứa. Kỷ niệm đẹp đôi lứa ngàn năm mãi không phai. Con tim tình chung đã chết theo thời gian, đời gieo lắm phũ phàng. Em ơi một mai em là nàng dâu mới, và anh không là chú rể dở dang xuân thì nát lòng một người đi. Sầu nhớ đã chót yêu tình lỡ, theo năm tháng hoài mong nghe mưa bão trong lòng. Khi kỷ niệm phai dấu, người lạc bước về đâu tan vỡ mộng ban đầu. Trong đêm quạnh yêu với giấc mơ tình yêu, riêng dành một bóng hình anh ghi vào tim những lời em đã hứa. Kỷ niệm đẹp đôi lứa ngàn năm mãi không phai. Con tim tình chung đã chết theo thời gian, đời gieo lắm phũ phàng. Em ơi một mai em là nàng dâu mới, và anh không là chú rể
dở dang xuân thì nát lòng một đi. Vẫn mãi ôm sầu nhớ đã trót yêu tình lỡ, theo năm tháng hoài mong nghe mưa bão trong lòng. Khi kỷ niệm phai dấu, người lạc bước về đâu tan vỡ mộng ban đầu. Nghe mưa bão trong lòng, khi kỷ niệm phai dấu, người lạc bước về đâu tan vỡ mộng. Vũ, Vũ kìa, ơi trời ơi Vũ, trời ơi Vũ ơi, mày về nào vậy hả? Mày về nào vậy Vũ hả? Mày khỏe không? Ơi, thì gặp anh em mừng quá anh Âu ơi. Ơi mày về nào hả? Sao xong báo gì hết trơn trọi vậy hả? Em mới về anh ơi. Mẹ em dạo này sao rồi anh, khỏe mẹ, không anh? Mẹ khỏe lắm, mẹ khỏe lắm. Trời, ta chăm sóc mẹ kỹ lắm nha. Sáng cho ăn, trưa cho ăn, tối cho ăn, giữa khuya bắt dậy ăn, tức dậy ăn luôn á, mày biết không? Mẹ bây giờ mập lắm, vui lắm. Mẹ mà biết mày về chắc mẹ mừng lắm nha. Đi, đi về thăm mẹ, phải, đi lên. Còn Nhung sao anh? Nhung dạo này sao rồi anh? Nhung hả? Dạ. Con Nhung, từ ngày mày đi rồi á, gia đình bà hội đồng á tự nhiên tuột dốc dễ sợ luôn. Bà thiếu nợ quá trời luôn. Cái xong bà bắt con Nhung á, bà gả cho người ta để trừ nợ. Con Nhung phần nó thương mày, phần nó bị gia đình bên chồng nó hành hạ. Mày biết không, một ngày nọ hả, nó lâm bệnh nặng lắm á. Có một ngày nó kêu tao tới, nó nắm tay tao, nó dặn tao là phải chăm sóc cho mày, phải bảo vệ cho mày. Sau khi nó kêu tên mày lần cuối cùng, nó nhắm mắt, nó đi luôn. Con Nhung, anh nói sao? Anh nói Nhung đã sao anh không? Hả? Nhung nó chết rồi Vũ ơi. Anh Nhung ơi, sao tôi Nhung ơi, tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em. Từ khi quen biết đến khi em xa cõi đời, chúng mình không một lần vui. Chuyện tình hai đứa ươm bao khổ sầu và bao chua xót. Hãy tin lần đầu tiên ngày em đã dầu, trời chưa nguôi nắng, khổ đau chưa lắm tuổi hơn, đã được tin người yêu mất. Nhật thực che phủ tương lai, cuộc đời cả trời âm u. Ngưu lang cùng chức nữ còn mong thấy mặt nhau. Mang nặng khói sầu đến thổ nào mới biết tin nhau. Xin chờ tôi nhé người mến yêu, đến kiếp sau cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em. Chồng em hãy biết
chắc không nỡ xua đuổi người đã từng thua từ dạo đó. Nhật thực che phủ tương lai cuộc đời ai thắng ai. Cho tôi